Vâng, chào các bạn, mình là Nguyễn Thắng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta mở tài khoản khóa Coracle tại Đức, hay còn cách gọi khác là Sperkonto. Thì sau khi sang Đức thì các bạn sẽ cần cái thao tác này để kích hoạt tài khoản và bạn sẽ được nhận tiền từ ngân hàng trung gian Coracle chuyển thẳng vào ngân hàng của bạn. Thì cái bước đầu tiên mà bạn cần đó là bạn cần chuẩn bị những cái giấy tờ như sau. Thứ nhất đó là cái thông tin chuyển khoản của bạn để mở tài khoản. Đó, cái thứ hai là bạn cần sao một thẻ ngân hàng đó và được gửi về tận nhà của bạn, bao gồm mặt trước và mặt sau của thẻ, thẻ cứng đấy. Và cái dấu nhập cảnh của bạn, cái thứ ba đó là cái dấu nhập cảnh của bạn, nó nằm ở trên hộ chiếu của bạn ấy, có hình máy bay màu đen đó. Và cái thứ tư đó là cái thông tin về địa chỉ cũng như là số điện thoại cũng như là email của bạn ở tại Đức để người ta có thể liên hệ với bạn nhé, để chúng ta có thể chuyển khoản nhận tiền từ Coracle. Và có những bạn học viên của tôi thì đã được nhận có số tiền là 2.000 thậm chí là 3.000 euro trong lần đầu tiên khi nhận tiền từ Coracle nhé. Và chúng ta sẽ cùng thao tác ngay sau đây. Đó là bước đầu tiên, chúng ta sẽ vào là trang của coracle.de và chúng ta vào trang web như sau. Đó, và application gạch chéo user đây nhé. Và chúng ta sẽ điền cái mã application number, tức là cái số mã khách hàng của bạn, số đơn của bạn ấy. Và ngày tháng năm sinh thì tôi xin phép là để cái số ngày tháng năm sinh của một bạn học viên của tôi ở đây, điền sẵn rồi. Đó. Thì tôi sẽ điền vào đây. Chúng ta sẽ điền nhé. Rồi chúng ta ấn vào Submit. Sau đấy thì ở đây chúng ta sẽ điền những thông tin, ví dụ như là gì, ngày bạn tới Đức này. Chỗ này mình điền ngày tới Đức này. Ví dụ như bạn chúng ta đến tới Đức vào ngày nào, chúng ta điền vào đây. Thao tác này chúng ta làm sau khi chúng ta sang Đức và mở tài khoản thành công các bạn nhé. Mở một tài khoản ngân hàng thành công. Ở đây chúng ta sẽ có German IBAN, là cái số IBAN nhé. Ở trên ngân hàng, trên thẻ ngân hàng của bạn thì khi mà bạn vào đây nó sẽ có cái số IBAN, nó sẽ nằm ở phía mặt phía trước của thẻ. Đó, thì chúng ta có thể phóng lên và chúng ta thấy cái số IBAN ở đây. Đó, số IBAN ở đây nhé. Và chúng ta điền vào thế thôi. Và điền số IBAN chẳng hạn thế. Đó, và địa chỉ chúng ta sẽ điền German address details, địa chỉ chi tiết ở Đức chúng ta điền là student dormitory. Đó, và phố này, ví dụ như là chúng ta sẽ điền phố ở đây, ví dụ như là Bahnhofstrasse. Building number tức là số nhà đấy ạ. Mã vùng này, chúng ta sẽ điền mã vùng vào German city, Halberstadt chẳng hạn thế. Và German phone number chúng ta điền luôn là 0176 gì đấy, đúng không ạ? Điền vào và upload documents. Nó sẽ điền là cái thẻ của bạn, thẻ ngân hàng của bạn. Đó. Và thì chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ làm là gì, thẻ cả mặt trước và mặt sau nhé. Điền cả, gửi cả mặt trước và mặt sau, bạn có thể điền vào trong một hình ảnh. Và tốt nhất là bạn chụp mặt trước của thẻ cũng được. Đấy, và ấn chọn vào đây. Và chúng ta chọn là gì, cái thẻ của bạn. Thì chúng ta sẽ điền cái thẻ của bạn mặt trước vào. Rồi. Và immigration entry stamp, tức là cái dấu nhập cảnh của bạn, nó sẽ có hình cái máy bay, ví dụ như là đây, thấy có hình máy bay ở đây. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ thấy cái hình máy bay lên đèn đây trên giờ, trên visa và nhập cảnh ở Đức, và chúng ta ghi đúng ngày đấy, ấn save là xong. Ok, đấy là những cái bước để giúp chúng ta mở tài khoản khóa ở tại Đức, và tôi chúc các bạn thành công. Khi các bạn nhận được thông báo hoặc là những cái thông tin mà bạn cần sự hỗ trợ thì bạn có thể liên hệ với Nguyễn Thắng và đặt câu hỏi với tôi ở phần comment bình luận. Đó. Hoặc là liên hệ với tôi qua trực tiếp qua cái phần liên hệ ở dưới để tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Chúc các bạn thành công.